Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và đây là phần 20 của chuỗi series Green Books With Me. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đọc cuốn sách Nhà giả kim của tác giả người Tây Ban Nha Paulo Coelho. Và bắt đầu thôi. Thank you.
những trang sách tiếp theo của cuốn sách Nhà Giả Kim thì trong đó có ba câu nói để lại cho mình rất nhiều ấn tượng. Đó là quyết định mới chỉ là bước khởi đầu, khi đã quyết định thì tức là đang trôi nổi trong một dòng sông cuồn cuộn chảy, nó cuốn ta theo đến nơi mà ta lúc lấy quyết định không hề dám nghĩ tới. Và câu thứ hai là không ai phải lo trước về điều gì xảy ra, vì mỗi người đều có thể đạt được cái mà mình muốn và cái mình cần. Câu thứ ba là khi không còn đường lui thì chúng ta phải tìm ra cách nào tốt nhất để tiến tới. Vừa rồi thì mình cũng đã chia sẻ về ba câu nói ở trong phần sách theo mình đọc để lại cho mình nhiều ấn tượng, và mình chúc các bạn thành công trên đường hình thành thói quen đọc sách mỗi ngày.